nọ bỗng chạy tắt, thế là bị xe nó lao qua đây xuống. Mình chạy xe cái mình chạy qua tắt qua lối đấy luôn. Vừa nhảy ra cái thì xe đạp kìa. Rất là nguy hiểm. Trong này có cái nhà mình có một cái nó đang phủ cái ấy màu xanh ấy. Lưới nhiều xe buýt nhỉ. Vướng không? Không. Có mũi hay bóng vướng đây? Treo đây cũng được. Không. Vì sao ở đây không? Vì sao đây cho xe đường dơ thế không? Dơ thế xe đi qua cho vướng không đi được. Thank you.
Sơn Man, trực Sơn Man đó, cửa rất đàng hoàng đấy, thoát lên tầng 2 luôn, bé nhở, cũng nhỏ nhỏ. Nhà này nữa này, này cũ hết. Hôm trước bố thay xe ở đây này, tin này. Hôm trước bố sửa xe ở đây, người ta thay cho bố xăm xe này. Đấy, xăm xe thay phát bao nhiêu phát rồi. Thôi. Màu gì? Màu không bình thường à? Thằng quần này ấy, hơi trùng rồi. Hơi to à? Gì á? Sửa người ta sửa gì? Đấy, nó có dòng dòng cái phần. Kéo đồ. Ở đây đang có cái làm cái gì mãi không xong nhỉ? Cô chạy giữa đường ấy. Cô ấy vội làm gì đấy, phải đi qua nhanh như thế. Cư thằng tắt đôi ý chứ. Để mua cái nhà có nho kia cũng được kìa. Đấy, trên có bàn công. Cư cây nho kìa, to đấy. Nhà cũng mặt tiền cũng được đấy. Thuê xe đây này, đi chơi này. Một vài man đi cả ngày, một hai man ra đấy, xe cho thuê.